Xe đổ, xe đổ. Hello anh em, xin chào tất cả anh em đã đến kênh Ngữ Bình Vlog. Thì hôm nay mình sẽ review xe của Đạt Mini nha anh em. Đó, thì Đạt Mini hôm nay mới Đạt Mini ở nhà mình nha anh em. Hôm nay mới tậu chiếc xe cáp khá là tới gáo luôn á. Dạ. Để chạy dài đến đây review anh em coi nha. Chắc đi rồi đó. Dạ, xe này Đạt mới gom góp để dành tậu chiếc xe nha anh em. Bốn lưỡng đã không nội. Kìa, đã thiệt. Đạt đổ xe chi phí hết cỡ nhiêu không nội? Mười mấy củ không? Không mấy ngày nhất cỡ đó. Thấy độ đúng chưa vậy anh em? Đó. Bánh đồ 3.000 các kiểu là đẻo luôn kìa. Xe khá là bóng sáng chói luôn á. Thanh niên này để dành tích góp lắm luôn á anh em, mới đủ độ nha. Ngày thấy lên ngày mọi kiểu giống như bữa hay bữa gì ba bữa cái lên món anh em. Ba không bữa cái lên món nha, chứ không có tiền mà đập vô lần mà hết được nha. Cái này đổ hết cũng cả thời gian bao lâu Đạt? Tầm có 1 tháng á. 1 tháng à. Đó. Độ thấy đồng hồ trong suốt rồi, thấy cũng khá đã luôn á anh em. Quá im luôn. Để buổi chiều hôm nay thì mấy anh em mình đi review chiếc này cho anh em xem nha. Xe của Đạt Mini nha. Đạt. Thanh niên chạy dưới ánh nắng kìa anh em. Nhìn xe mới rửa gì chùi bóng dưới quà. Yeah, mới rửa. Mới rửa không hả? À. Mới rửa vô cái vô rửa mình quay clip review nè anh em. Tới thiệt chứ. Hiện nay mình cho Đạt xe Đạt Mini lên sóng luôn nha. Đó. Quá im luôn. Đây thì mấy anh em mình đem con chiến mã của Đạt Mini xuống tới đây nha anh em. Đây. Wow, tuyệt vời á. Kìa, như hồi nãy giờ mình thấy có này lạ anh em ơi. Mình thấy anh em cũng chắc cũng có thấy á. Để mình hỏi thử anh em. Vấn đề nó hơi tới gáo xíu nha. Anh em thấy cái quần bó hồng mà Đạt Mini đang bận. Ủa, cái này ở đâu ra vậy ba? Này em xăng xeo á. Cái gì? Này xăng xeo 20.000 ba cái á. Xăng nào? Mấy hồi tối à. Bởi mấy bữa trước mình thấy không có anh em, tự nhiên hồi mình thấy hồi nào tự nhiên cái thanh niên kia đi quay xe cái niên lôi cái quần chú bó hồng ra bận vô lên đến. Tới gáo rồi chưa? Đó. Kìa. Xe của Đạt thì cáp anh em. Nè. Cáp. Ủa sơn này sơn zin hay sơn lại Đạt? Vàng áo hãng luôn á. Vàng áo hãng luôn hả? Đúng rồi, chưa sơn luôn á. Ồ, thấy khá là ok á. Quá im luôn. Cái này độ rồi chắc cũng mất cả nửa tháng mới độ xong hoàn thiện hết á. Đúng rồi. Tại canh heo đẻ rồi đó anh em. Mình thấy mấy dưới anh em thấy nó gõ lóc cốc lặn thay câm này nọ lúm chân anh em. Tự làm luôn á. Tới gáo thiệt chứ. Cái mà thấy độ cũng khá là chắc chơi một dễ luôn á. Kìa. Quá im luôn. Bánh câm các kiểu luôn. Để mình review rồi mình hỏi giá xương xương cho anh em mình tham khảo nha. Chiếc này thì là cáp nè. Cáp thì mình thấy dàn mũ nó bị ga nè. Nè. Nó có cái logo hình con ngựa ở đây nè anh em. Đó. Ủa mấy con ốc này sao không bỏ ngoài gắn lên chi ba? Để chơi hết chỗ gắn rồi. Dư quá hả? Đúng rồi. Dư ốc quá anh em ơi. Nói chung là cũng thấy cũng dư ốc quá không chỗ gắn nha. Nè. Mấy ốc nói chung cái này cũng bị dư nha. Ủa dư kỵ ba mày có gắn rồi ba. Gắn vừa hả? Kìa anh em vừa tới gáo luôn. Áo phải để trong đồ hồ chơi nè anh em. Đó để trong đồ hồ chơi chứ không gắn vào mũ nha. Kìa mấy cái con này anh em. Nè con vịt nè, con hỏ, con cù nè anh em. Để ủa để mấy hình này cho làm kiến chơi xuyên xương với hả? Đúng rồi. Để cho đẹp á. Để cho đẹp hả? Tới thiệt chứ. Mình thấy trên đầu thì có một cặp tai hắn Brembo nè em. Hàng này chắc hàng pha ke hả Đạt? Đúng rồi, thằng lô á. Máy xịn ta cái này có nhiêu? Tầm cỡ 2 xị mấy 3 xị á. Một cái này phải không? Đúng rồi. Cặp này có nhiêu tiền ta? Cặp này em mua mới luôn 6 xị. 6 xị hả? Thì cũng chắc không tùy chỗ bán anh em. Có chỗ 6 xị có hộ có thể 5 xị 8 xị 9 gì đó. Thì giá nó cũng nó không có một giá tuyệt đối anh em. Nó cũng trên lệch vài 30.000 nha. Đó. Wow. Tài hắn bên đây còn cặp gầm bồ khá có lý á. Làm
thanh niên này là đam mê anh em, đam mê là độ là bắt chấp nha. Ăn mì gói đổi xe vậy ba? Ăn mì gói cả tháng độ được á. Ngày để dành mấy chục ngàn độ tháng hả? Đúng rồi. Tới thiệt chứ. Xe này thì mình thấy có một dàn dàn mũ, dùng mũ hãng anh em. Hãng màu màu xanh. Màu xanh này kia màu xanh gì đã? Màu xanh nước biển hay là? Xanh này hả? Hay xanh ánh dương ta? Xanh dương á. Xanh dương hả? Ừ. À, nó khác với cái màu xanh da trời này nha. Đó. Cái màu xanh mà kiểu màu xanh nó hơi sẫm sẫm anh em. Nè. Mà đẹp nha, nhìn mũi đẹp anh em. Đó. Phuộc thì có đi một cặp phuộc phuộc gắt kinh boy nè anh em. Đó, phuộc gắt kinh boy luôn. Ủa cặp phuộc thì có nhiêu đã? Mày tầm giá cả 7-800 vậy á. 700 hả? Nay này mấy này đạt nó mua biết anh em, mình cũng không gành giá anh em ơi. Chắc là mình biết thì mình nói giá cho anh em coi nha, nghe nha. Thì giá cũng tương đối anh em, chứ không chính xác 100% đâu. Đó, cặp gắt kinh boy luôn, ti vàng luôn. Đó là khét á. Ồ. Ô in gọt luôn nè. Em có đi một cái in gọt luôn em. In gọt em mua chắc cũng cả 4-5 xỉ hay nè. Đúng rồi, 5 xỉ mấy á. 5 xỉ mấy hả? Niệm kim đăng nhớ phải không? Đúng rồi. Hay cũng im lắm nè. Nè. Khá im áp luôn á. Yên này nói chung mà em này đạt này mua nguyên mới nha, chứ không có lợp nha. Yên cũ hình như là bỏ luôn đúng không? Đúng rồi. Yên cũ bỏ luôn nha. Dàn trước thì mình thấy có gì nè, đi nha. Chắc mai mốt cũng tính là phục phay gì đó hả? Đúng rồi. Mình nha, đạt tính lên phục phay anh em. Đó, đang để dành nha. Đang ăn mì gói. Gói. Để dành lên phục phay nè. Heo gimbal luôn kìa. Wow. Khá là im lắm em. Bánh cầm luôn. Bánh cầm này chắc cỡ 17-18 rồi đạt ha. Đúng rồi, tầm cỡ đó. Tầm 17-18 anh em. Full vỏ luôn à. Vỏ niền đùm rồi các kiểu á. Đùm này đùm đùm này đùm được găng anh em. Đùm được găng nha. Đùm nhỏ được găng. Niền nhôm. Niền gì à? Aken gì nè. Đây nè anh em có hiệu này anh em. Ê, hay là mình đem phục thì mình đi phay lại đạt. Phục phay cũng được á. Phay lại phục hãng lại, phay lại. Tại mà nãy giờ luôn. Hả? Tính mua mới luôn. Mua mới luôn hả? Đúng rồi. Nghe nãy giờ nó ăn mì tôm tiền nhiều quá. Trời trời nhôm á. Bữa giúp nội. Nghe bữa tới anh em ơi. Nhưng mà nãy giờ thấy trời hơi nắng ha. Nãy thấy trời nắng anh em. Nhưng mà cố gắng quay cho nó ánh sáng cho đẹp anh em coi cho đẹp nha. Đó. Bình này anh Linh ủa? Anh Bình thấy cái bình này là bình mới hết đúng không? Đúng rồi. Nó hay hết 7 cái bình mới anh em, màu xanh. Sơn như Subaru xanh đúng không ta? Nè anh em. Không biết nữa. Chắc Subaru xanh quá, thay không biết ba. Hai quên luôn rồi. Hai nó bỏ vô bình gì ta bỏ hả? Đúng rồi. Bữa nữa. Nhìn cái bình thấy bữa rồi, thấy tới rồi. Có đèn đít nè anh em. Đèn đít này chắc hết chế rồi quá. Kìa, một đèn đít nữa nha. Bánh VS này thì bánh 3K hả? 3K này là V3 đúng không ta? V3 đúng không? V3. 3K V3. Bánh này mua có nhiêu đạt? Bánh này mua cỡ luôn vỏ cỡ nhiêu ta? Cỡ 3 triệu mấy á. À, bánh này thì luôn vỏ cỡ chắc 3 triệu mấy anh em. Đó. Còn về đâu rồi ba? Dạ chạy gớt không có tiêu mà. Gì bữa giống cuốn nội chạy gớt không hay không đụng lại ông nội. Thì tới thì chơi nhá, thanh niên đám nó chạy gớt không biết đâu luôn nha. Chạy về tới nhà thấy về mất tiêu rồi. Chạy nhà thấy về mất tiêu hả? Vậy không quay kiếm đâu hả? Không, biết gần ra một kiếm. Chắc kiếm ta lụm rồi đúng ba. Bữa nữa. Wow. Xe này thì có gắn được mấy góc xe da, được mấy con đạt, được bao nhiêu con vậy em đạt? Nè, đây chục con ha. Chắc cỡ đó. Chắc được cả chục con anh em. Nè, đây nè. Xa da nha. Thấy quán là mấy chỗ nè, còn mấy chỗ không quán. Ốc đĩa rồi nè, với mấy con ốc dưới phục anh em. Đó. Xe chạy mạnh không ba? Xe chạy cũng mạnh á. Em sao ta? Em gầm bài rồi. Bài gì? Canh rồi. Canh hả? Canh hậu. Canh hậu hả? Đúng rồi. Để bình hơi mới canh hậu luôn tại tới gáo thì chứ. Gấp này thì đi một cái gấp gia công anh em.
Gốc này cỡ nhiêu nè? Gốc này cỡ 800 á. Cỡ 800 ha. Kìa gốc gia công kìa. Đây, một cây gốc gia công anh em. Không mà mấy chiếc cáp này thường anh thấy lên mấy chiếc gốc gia công nó mới đẹp ha. Đúng rồi. Kiểu gốc zin nó kiểu nó hơi ngắn hay sao ta? Đúng rồi, nó hơi ngắn với nó không chắc. Dưới kiểu nó hay ngắn mà dưới mình làm biết sao không, nó hay bị quạt cốt anh em. Nó quạt cái bánh xe của mình nó mạnh đó, mình đôn vô mình gắn được nha. Nhưng mà cái lúc mà mình kiểu sao ta, mình đề ban á, mình đề ban giặt lên giặt xuống á, lại cái chỗ này nè nó bị quạt ra nha, nó quạt ra. Còn cái này thì nó có mấy cái này nè, đây qua cho em coi nè, nó có mấy miếng này ở trong, nó cứng cái này mấy miếng sắt nẹp cho nó cứng nha, nó không bị quạt, đề nó không bị quạt nè. Ví dụ gắn bánh 3kg, 5kg rồi anh em đề nó cũng ok, nó không bị mà kiểu mà đang chạy rớt bánh giữa đường nha. Ê, đó có đang chạy rớt bánh giữa đường chưa? Chưa. Chưa không hả? Đúng rồi. Chắc bên này rớt á. Không mà, nó không có nổi rớt anh em. Em này giống như canh hậu anh em. Canh hậu chứ không nổi rớt đâu. Còn anh em nào mà canh đề đâu á, chạy rồi nó kiểu nó giật mạnh anh em. Về bỏ cái quạt ra, băng bánh ngoài. Xếp xe luôn. Xe này còn đổi gì nữa không ta? Gửi cho anh em coi ấy. Ồ, thấy này có con heo bún bít luôn nè. Ủa, cái con này là ăn cặp với trước hay sao Đạt? Đúng rồi, mua ăn cặp luôn á. Con này cỡ bao nhiêu tiền ta? Cỡ 2 mấy ba sĩ á. 2 mấy ba sĩ hả? Thấy cũng khá đẹp anh em, heo bún bít nè, gam bộ bún bít nha. Nè anh em thấy coi ở sao cũng có con một trước một con nè, tập cặp với nhau luôn á. Nè. Đó, còn cũng bún bít luôn. Ai lên cái hai cặp heo này thấy thắng cấm đầu không? Bóp cái lộn ngược luôn á. Bóp cái lộn ngược luôn á. Thì anh em nghĩ là cái xác xe nó nhẹ nha. Xác xe nó cũng nhẹ. Mà anh em đang chạy á, cái anh em bóp 2 tháng rồi được cái là 4 bít. Hay chứ 4 bít là 8 bít. 8 bít nó đẩy kẹp vô bánh xe nghe, bánh xe cứ ngắt luôn nha. Nhưng mà đối với dòng cáp đây anh em, mình có trải nghiệm rồi anh biết nha anh em. Chứ kiểu mà anh em mà đang chạy hậu á thì anh em mà giảm ga từ từ nha. Anh em đang chạy hậu mà anh em giảm ga đột ngột á là cái đít ở sau bị sàn nghe, lắc lên nghe anh em. Có anh em nào mà bị tình trạng này cứ comment vô cho mình biết nha. Xem nào lúc bị gì anh em. Đang chạy nhanh luôn á. Đã có bị không? Có, đang chạy cả 100 mấy nó lắc ghê lắm. Cái kiểu mà mình hồng ra lại á. Cái kiểu mà mình dặn ra liên tục thì nó không lắc đúng không? Mình hồng ra rồi cái đít sau nó lắc đúng không? Đúng rồi. Tình trạng này có cái nào khắc chế được không? Nói cho anh em nghe. Thì chạy nhả ra từ từ, mấy nhả ra bóp phắn từ từ thôi. Nhả quá từ từ ha. Bóp phắn trước luôn cũng được nữa. Bóp mạnh ra luôn. Bóp mạnh sẽ chụp bánh trước té sao bà? Thì té luôn. Vì bữa giống nạo ý. Đâu có cái chân có hẹo gì không ba? Không có. Chưa hả? Ít lắm. Ít lắm hả? Nghe Đạt kỹ thấy cũng bắt ổn anh em. Mình thấy mình bắt ổn anh em. Thì anh em cứ ví dụ mà chạy nhanh quá, mình giảm độ, mình cứ thả ra từ 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 thôi. Mình đừng có hạ, mình đừng có hắn gấp phía sau hoặc là gấp phía trước là cái bánh lên sau á. Mình không hiểu cái lý do gì nha, nhưng mà năm hậu cái lúc mình chạy mình dặn hậu nó cái hậu lên chắc là đầm nha, nhưng mà thả ra xong không bắt đầu sau nó lắc xong nè, nó lắc rồi anh em là không có người rớt liền á. Chạy cái tám cửa 80 thì nó không lắc nha, mà lên cửa 100 trong ngoài bắt đầu nó có tình trạng lắc bánh sau nè, lắc bánh sau trong tràn bánh trước nha. Đó, ủa mấy sườn này mà chắc sườn của xe đạp điện anh em, nên năm hậu nó cũng hơi nhẹ xe nha. Ồ, cáp này Đạt đổ hết chắc cũng cỡ 10 mấy củ hả Đạt? Chắc cỡ đó, 10 củ dây xuống à. Đổ 10 củ hả? À. Là tính xách xe cho anh chưa xách xe luôn á. Không biết nữa, chắc chưa hay có gì á. Thanh niên này đổi nhà giống như làm nhiều quá rồi. Ví dụ hôm bữa giờ bữa mua món giờ không biết cái xe nó bao nhiêu tiền nha anh em. Cho anh em coi thử ESU Đạt chạy gì nha. Đi ESU gì ba? Kêu 100 mét. 100 mét luôn hả? Đúng rồi. Ồ, đây nè anh em. Đây, ESU 100 mét nha. 100 mét. Kìa, chem bộ cái gút các kiểu anh em cho đừng bị giặt ESU anh em. Đó. CB 150A nè anh em. Bình nè, màu xanh luôn nè. Ơ, công tắc tắt gì đã? Tắt xe bọt á. Tắt xe bọt hả? Đúng rồi. Ồ, khá dữ á. Để mình chạy thử quay bánh thử cho anh em nghe tiếng chiến mã như thế nào nha. Đạt khiên quay bánh nổi không? Nổi. Chữ văn xong nha ba.
Cái này mà dẫn xong cái lại nó anh em, cái này lấy dây kéo lên chứ không có đường nào kéo được luôn á. Lỗi xong tới luôn á, từ từ đừng có động nha. Dạ. Rồi. Ghê quá. Quay gãy ra. Kìa. Quay é luôn anh em, nghe hay cũng khá là tới á. Xe này chạy hậu được có nhiêu đạn? Hậu chắc cả 114 á, bữa em chạy được 114. 114 á. Thì đang chạy, nó đang chạy 7 bình mới nữa anh em. 100m, 100m với QS 3K thôi nha, 33K V3 anh em. Đó, đường chạy mười mấy chắc cũng ổn anh em, combo hãy chạy cái này chứ không chạy hơn được anh em ơi. Trừ anh em nào kiểu mà chọt sò hay là đi pin đồ á thì nó có thể tốc độ nó cao hơn nữa nha. Còn để đi bình thì cứ tầm này thôi anh em ơi. Tại cái dòng A đẩy tới đó à. Đó, nhìn ca nhìn xe cũng khá ok anh em. Tính ra tốc độ thì cũng có anh em, nhờ độ kiển thì cũng được ha. Tài hắn này nọ thấy cũng ok á. Còn gì đổ lắm đặt, còn cái này phiếu hụt phay nữa thôi chứ gì ha. Hụt phay nữa à. Vậy bữa lên phục cây phay cái ok rồi anh em. Đó. Xe đốt lóc được không đặt? Được á. Đốt lóc thử cho anh em coi không? Đốt lóc đi. Đốt lóc luôn ha. Ok. Vừa cái cây cọp cái này nha. Coi dừng bãi xong nha ba. Ê, cho xe hẳn rồi không? Khó ghê ba. Trời ơi. Thôi quá. Ghê á, đã ghê tại. Xì xưa mà thấy khó ghê anh em. Quá im luôn. Ồ, tuyệt vời á. Xe không biết chạy mượt không ta? Mượt lắm á. Mượt không, thắng rồi ăn không? Ăn im máy không? Đâu cầm để mình test thử anh em. Để thử có im máy không nha, này nó im máy lắm nè. Xe này mình thì mình kiểu này không ghen, không xé bánh nè anh em. Để mình test thử nó ok không nha. Thắng sao thắng trước hả? Thắng sao á. Này thắng sao? Rồi. Thắng sao thôi xác chứ hả? Không quen em ơi, tại mình chạy con bay nè anh em, lên vô chạy nó không quen nha. Hồi xưa mình dễ gáp rồi. Cái này muốn chạy luôn lên mấy đường lộ mới trải nghiệm được nha. Dạ. Chun quá. Ê, chỗ xe nó. Ê, đốt cái này được không ta? Được. Dạ. Nó hấp dẫn vỏ luôn. Chạy ghê với anh em mà chạy không quen anh em ơi. Chạy sợ sao anh em ơi. Nè, cái này nè. À cái ga mà cái cho nó màn hình nó tắt á. Xe thấy khá ok nè. Đợi cái gì hay luôn ha. Dùng khá ổn áp hết luôn á. Ồ, tuyệt vời á. Chù nó có bị nóng hư gì không ba? Không, nóng rồi chứ không hư. Nóng chứ không hư hả? Rồi. Đó hư sao? Hư thì bỏ. Hư bỏ luôn hả? Hư ăn mì gói. Đâu giỡn yên nghe coi, để anh coi cái ESO nó có bị nóng gì không. Dân kia xe đó. Kìa. Không anh em ấm ấm à, không sao nha. Ấm hỉnh nè à. Khá ổn áp luôn á. Wow, tuyệt vời á. Rồi. Kìa. Ôi ghê mà. Khó ghê mà. Rồi. Rồi. Tới thiệt anh em ơi. Quá tới luôn á. Video này nó nãy giờ thấy cũng vậy anh em ơi. Chắc mình xin được
kết thúc clip đây anh em ơi. Cảm ơn anh em đã dành thời gian xem hết clip của mình nha. Anh em hãy nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ mình. Xin chào tất cả anh em, hẹn gặp anh em những video clip sau nha. Hay là xe của Đạt Mini bay các bạn nha. Thích đổi xe không? Đúng rồi. Mới mốt có đổi gì nữa quay cho anh em coi tiếp nha. Wow. Đạt có thể leo núi cho nó được luôn phải không? Đúng đúng đúng. Từ từ để quay cảnh leo núi cho anh em coi nè. Ghê quá này, ghê ghê lắm quá bá ổng á. Kìa. Cực cự nha, cực cự nha, cực cự thôi. Được không ba? Được lắm. Thánh này xe có khác anh em ơi, kìa. Kìa. Leo núi luôn. Vãi thiệt chứ.